Hello, chào các bạn. Đây là hai cục pin mới của Anker mà vừa mới có hàng tại Mai Nguyên. Thì một cục có dung lượng là 10.000, một cục có dung lượng là 20.000 mAh. Rất là phù hợp để các bạn có thể sử dụng. Và chúng ta có hai mức giá. Mức giá của cục 10.000 là 600.000, còn cái cục 20.000 thì chỉ có 1 triệu thôi. Rất là hợp lý. Bây giờ pin Anker nó đã rẻ hơn xưa rất là nhiều rồi. Thời gian đầu mình nhớ mấy cục pin Anker mà 20.000 thì có thể lên đến 1 triệu mấy tới 2 triệu lận. Còn mấy cục ngay bây giờ thì nó đã rẻ hơn rất nhiều luôn. Thì với cái Anker này có cái cộng đồng người dùng nó đến hơn 30 triệu user trên toàn thế giới. Chúng ta có công nghệ sạc từ Anker, ổn định dòng và Multi Protect. Cùng với đó là cái IQ Power rất là nổi tiếng của Anker. Thì với cái thời gian bảo hành lên đến 18 tháng liên tục thì mình nghĩ là khách hàng của Anker rất là hài lòng. Cũng như là rất là an tâm khi mà sử dụng những sản phẩm của họ. Ở đây mình sẽ khui cả hai cục này ra. Thì với cục 20.000 á, chúng ta sẽ có cái công nghệ sạc IQ của nó và có thể hỗ trợ speed charge lên đến 18W, tức là có thể hỗ trợ được cho những cái điện thoại iPhone mới sau này hỗ trợ lên tới 18W. Còn cái cục 10.000 thì chỉ có 12W thôi. Đó, cái công nghệ của nó sẽ tự động nó xác định nguồn và nó hỗ trợ cho những người nào cần mức độ sử dụng ít hơn và thiết kế nhỏ hơn. Ok, bây giờ mình mở cái cục nhỏ trước cho các bạn coi. Thì với hai cục này các bạn sẽ xác định nhu cầu của mình là chúng ta muốn sạc nhiều thì chúng ta phải hy sinh cái không gian chứa đồ trong cái túi của chúng ta, hoặc là chúng ta phải nghĩ thêm về vấn đề cái cân nặng của nó. Thì bây giờ mình sẽ lấy để mình coi thử coi cái độ nặng nó như thế nào. Đây là cái cục 10.000 nè, rất là gọn luôn các bạn. Cục 10.000 bây giờ nó làm rất là gọn. Đánh giá sơ bộ thì mình thấy là cái độ hoàn thiện của nó ở mức 8 điểm, rất là tốt. Độ hoàn thiện rất là khá luôn các bạn. Ở đây chúng ta có một cái nút để các bạn bấm là chúng ta xem được cái chế độ pin, tức là chúng ta còn có hai nút pin, tức là khoảng hơn 25%. Ở đây có hai cổng USB-A để hỗ trợ cho cái việc sạc ra. Cả hai đều có hỗ trợ IQ để nó tự động nó nhận biết cái nguồn điện cũng như thiết bị mà chúng ta sử dụng. Ở đây có một cổng sạc micro USB, thì đây là cái điểm mà mình không thích. Tại vì tới giờ này vẫn còn xài những micro USB thì nó khá là đáng tiếc. Thiết kế ở phía bên trên này thì nó làm dạng những cái đường kẻ sọc đang chéo nhau, có logo của Anker ở đây. Mình nghĩ là do sử dụng cổng micro USB cho nên giá thành của nó khá là rẻ. Tại vì cổng micro USB là cái dạng cổng cũ rồi, bây giờ ta toàn xài C thôi. Ở đây có một cái dây cáp micro USB ngắn, mình nghĩ khoảng 30-40cm gì đó. Rồi, đó là cái cục 10.000. Bây giờ mình khui cục 20.000 ra cho các bạn coi bên trong cái cục này nó như thế nào, nó to cỡ nào. Và mình so sánh cả hai cục để cho nó coi nó có nặng hơn nhiều không. Trước tiên ha, mình thấy là phụ kiện nó y nhau, không khác gì hết. Ok, bỏ nó qua một bên. Còn về cái trọng lượng thì cục 20.000 nó nặng hơn khá nhiều. Có thể là khoảng gấp rưỡi cái cục 10.000 thôi. Cục 10.000 nó rất là nhẹ mà gọn các bạn, gọn cực kỳ gọn luôn. Mình nghĩ là chỉ lớn hơn cái iPhone X chút xíu thôi. Còn cái cục 20.000 này thì nó dài gấp rưỡi, đúng rồi, khoảng gấp rưỡi. Thiết kế y chang không khác gì hết, cũng là cổng micro USB, cũng là hai đầu ra. Độ hoàn thiện ở mức 8 luôn. Đó, thì tùy các bạn, chúng ta tìm một cục pin nhỏ gọn, thật là nhẹ nhàng để chúng ta có thể bỏ vô giỏ mà sử dụng chỉ với mức 10.000 mAh thôi. Hoặc là các bạn có một cái cục pin 20.000 mAh và có kích thước nó lớn hơn gấp rưỡi, có cái lượng pin lớn gấp đôi, cũng như là cái giá của nó thì rất là dễ để chấp nhận. Tại vì bây giờ ở đây thì họ vẫn chỉ sử dụng cổng micro USB thôi, không phải là cổng USB-C, thì giá của nó thấp hơn khá nhiều so với những cái cục pin mà nó sử dụng cổng USB-C cũng như là công nghệ mới nhất cũng như cái hãng khác. Nhưng mà Anker thì mình nghĩ là khách hàng của Anker họ đã tin tưởng cái thương hiệu này lâu rồi, và những cái sản phẩm như thế này thì vẫn sẽ được ưa chuộng cũng như là được khách hàng đón nhận. Và nếu các bạn thích cái sản phẩm này thì các bạn có thể click phía dưới phần mô tả để các bạn có thể bấm vào chúng ta mua ngay sản phẩm này đến từ Anker tại chuyên trang của Mai Nguyên. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây và đừng quên subscribe kênh YouTube cũng như ủng hộ cho Mai Nguyên nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.